Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế toàn cầu điêu đứng, Việt Nam dự báo mất 3 triệu việc làm. Cú sốc kinh tế do dịch viêm phổi Vũ Hán nghiêm trọng hơn nhiều so với khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Đây là được đánh giá, được đưa ra từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về kinh tế. Chuyên gia tài chính tại Mỹ nhận định dịch viêm phổi Vũ Hán ở Mỹ có thể gây ra tác động kinh tế toàn cầu sâu rộng hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 cũng tràn qua nước Mỹ khi đó. Đây là hình ảnh đường phố Los Angeles, bang California vắng vẻ lạ thường. Nền kinh tế Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Ngay khi dịch bệnh bùng phát thì ngành nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách, du lịch là các lĩnh vực tiếp tục chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp từ dịch bệnh. Nhưng đến nay, tình hình leo thang đến mức mọi người được khuyến nghị hạn chế ra khỏi nhà và nó trở thành một câu chuyện tiêu dùng với các ảnh hưởng rất lớn. Các gia đình ngưng chi tiêu, cửa hàng, quán ăn điêu đứng, rồi các khoản tiêu dùng lớn khác cũng ảnh hưởng theo, ví dụ như bất động sản. Doanh nghiệp sa thải hoặc cho nhân viên tạm nghỉ, thu nhập người dân sẽ giảm. Đó là chuỗi hệ quả mang tính ảnh hưởng domino mà dịch bệnh từ Trung Quốc này đang đưa đến tất cả các nước trên toàn thế giới. Trong một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đối với nền kinh tế, số người nộp đơn khai thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi qua là 281.000 người. Đơn vào tuần trước đã ghi nhận như vậy. Bộ Lao động Mỹ cho biết vào hôm 19 tháng 3, trong khi các nhà hàng, quán bar và khách hàng và khách sạn đã ồ ạt sa thải nhân viên vì hoạt động kinh doanh đã bị đình trệ và đóng cửa. Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ vào hôm 19 tháng 3 năm 2020 đã giới thiệu một dự luật khẩn cấp nhằm kiềm chế những hệ quả kinh tế tiêu cực do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra cho đất nước này. Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã đồng ý hội họp trong ngày 20 tháng 3 để tìm kiếm sự đồng thuận về gói cứu trợ. Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, nền kinh tế Mỹ cần một gói cứu trợ kịp thời, quyết liệt và dự kiến có thể lên tới 1.000 tỷ đô la để tránh nguy cơ lâm vào tình trạng suy thoái. Đây là hình ảnh lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell đã phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington DC vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy một gói kích thích nền kinh tế trị giá 1.000 tỷ đô la để giúp đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Số tiền này có thể bao gồm ngân khoản trợ giúp trực tiếp 1.000 đô la cho mỗi một người Mỹ cùng với 50 tỷ đô la là thanh khoản dành cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng nề, có nguy cơ phá sản và vào các bước nhằm bình ổn kinh tế cũng như hỗ trợ mới cho những nhân viên chăm sóc y tế và bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, một chuyên gia tài chính kinh tế tại bang Texas tại Mỹ cho biết như sau. Số tiền giải cứu các ngân hàng lớn vào năm 2008 không đến 1.000 tỷ, nhưng mà lần này ảnh hưởng lan rộng là vì số tiền này sẽ đưa nhiều nhất vào các hãng hàng không, nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ. Tiêu thụ chiếm 3/4 thị trọng nền kinh tế Mỹ và trong số này 75% tập trung trong các lĩnh vực dịch vụ. Do đó, phần lớn khoản tiền cứu trợ cần phải được đưa trực tiếp tới người dân bình thường để thúc đẩy tiêu thụ, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong nền kinh tế. Mặt khác, chính phủ cũng cần xác định kỹ lưỡng những công ty nào thực sự cần được hỗ trợ để tránh phí phạm nguồn ngân quỹ. Và tại Việt Nam, hậu quả của dịch bệnh nên trên nền kinh tế nước này cũng đang ngày một nặng nề hơn. Trong một diễn biến mới nhất, khi các nước phương Tây tiến hành đóng cửa biên giới để kiểm soát dịch bệnh, một loạt các doanh nghiệp châu Âu và Mỹ đã quyết định ngưng nhập hàng dệt may của Việt Nam. Đây là hình ảnh các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam đang rất lo lắng khi Mỹ và châu Âu tạm ngưng nhập hàng. Hiệp hội Thêu Đan của Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam là Mỹ vừa có thông báo ngưng nhập hàng may mặc từ Việt Nam trong 3 tuần tới. Trước đó, các nhà nhập khẩu từ châu Âu cũng thông báo ngưng nhập hàng dệt may của Việt Nam trong vòng 1 tháng. Xu hướng chính của các đối tác là giãn thời gian giao hàng trong tháng 3, hoãn đơn hàng trong tháng 4 và 5 và tạm chưa đàm phán đơn hàng từ tháng 6 trở đi.
Mỹ và châu Âu là hai thị trường xuất khẩu dệt may lớn và quan trọng nhất của Việt Nam. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy vào năm 2019, xuất khẩu dệt may vào Mỹ chiếm tới 45,2% kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước. Hai tháng đầu năm nay rơi vào tình trạng dịch cúm Vũ Hán, nhưng dệt may vẫn là một trong ba nhóm hàng xuất khẩu đạt mốc hàng tỷ đô la sang Mỹ với gần 2,25 tỷ đô la. Với thị trường châu Âu vào năm 2019, khối này nhập khẩu khoảng 4,3 tỷ đô la hàng dệt may từ Việt Nam, tăng 4% so với năm trước. Thị trường châu Âu vốn được kỳ vọng sẽ tăng mạnh sau khi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA giữa Việt Nam và châu Âu đã ký kết có hiệu lực. Do phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ và châu Âu, nên ngưng nhập hàng dệt may của Việt Nam của hai thị trường quan trọng này đã khiến doanh nghiệp dệt may trong Việt nước lo lắng. Thách thức lớn nhất của doanh nghiệp may xuất khẩu lúc này là đã nhập được nguyên liệu nhưng không sản xuất được. Thứ hai là nguyên liệu vải nhập để làm các đơn hàng FOB đã trả tiền số tiền rất lớn và chôn vào đó không biết khi nào mới lấy ra được. Trong khi lãi vay ngân hàng và tiền lương công nhân thì vẫn phải trả đều. Và hệ lụy từ các việc doanh nghiệp châu Âu và Mỹ quyết định ngưng nhập hàng dệt may của Việt Nam là vô cùng nghiêm trọng, khi ngành dệt may của Việt Nam đã sử dụng tới 3 triệu lao động và trước đó đã gặp nhiều khó khăn từ trong việc tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hình ảnh biểu đồ kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang hai thị trường quan trọng nhất là Mỹ và châu Âu vào năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020. Thị trường trong nước gần như cũng bị tê liệt với lượng tiêu thụ sụt giảm cho đến hơn 80%. Nhiều cơ sở may mặc quy mô nhỏ kiểu hộ gia đình là hội viên của hội dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng hoạt động. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai thị trường xuất khẩu dệt may lớn của Việt Nam, ngay khi đại dịch bùng phát hồi tháng 2 cũng đã tạm ngưng hoặc nhập khẩu rất nhỏ giọt các sản phẩm dệt may của Việt Nam. Do vẫn chưa giải quyết được khó khăn về nguồn nguyên liệu, một số doanh nghiệp đã phải bắt đầu cho công nhân nghỉ việc luân phiên để duy trì sản xuất. Khả năng chi trả lương chờ việc của các doanh nghiệp cũng chỉ có thể duy trì được trong vòng 2 đến 3 tháng tới nữa mà thôi. Các chuyên gia nhận định như sau: nếu đến hết tháng 4 tới, các đối tác nhập khẩu của hai thị trường châu Âu và Mỹ vẫn chưa thể nhập hàng vì dịch cúm Vũ Hán thì nguy cơ nhiều lao động tại nhiều nhà máy buộc phải nghỉ làm toàn thời gian là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu tình hình không được cải thiện, áp lực đảm bảo công tác an sinh xã hội là rất lớn, bởi gánh nặng xã hội có thể gây ra bất mãn rồi từ đó chuyển hóa thành xung đột chính trị và xã hội khắp nơi từ Bắc đến Nam. Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy, chỉ trong 2 tháng đầu năm đã có tới 16.151 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng tới 19,5% so với cùng kỳ năm trước. 2.807 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Và hàng không và du lịch Việt Nam ngày càng hứng chịu hậu quả nặng nề do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra tại Việt Nam. Đây là hình ảnh Hội An, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam. Đang vào tháng 3, nắng đẹp, trời xanh, hoa giấy nở rộ nhưng không có khách du lịch vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán từ Trung Quốc tràn sang. Hàng không là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề bởi viêm phổi Vũ Hán. Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, diễn biến phức tạp của dịch có thể làm tác động ảnh hưởng tiêu thụ được các hãng hàng không Việt Nam khoảng 25.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng hơn 1 tỷ đô la vào năm 2020. Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến doanh thu giảm tới 12.500 tỷ đồng. Jet Pacific dự kiến giảm doanh thu khoảng 7.732 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Vietnam Airlines cho biết phải đàm phán với lao động để họ nghỉ không lương trong một thời gian. Cùng với đó, lương lãnh đạo cũng bị giảm tới 40%. Do nhu cầu đi du lịch giảm, hãng bay mới được mở thần tốc gần đây nhờ hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ của FAC Group là Bamboo Airways cũng đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ viêm phổi Vũ Hán. Nhiều đường bay của Bamboo Airways bị giảm số chuyến hoặc tạm dừng. Trong khi đó, việc dừng khai thác thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc đã khiến Vietjet, mặc dù không công bố thiệt hại cụ thể, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Cùng với hàng không, du lịch nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh. Theo Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch Lê Hoài Trung, ngành du lịch của Việt Nam dự kiến trong 3 tháng tới chịu thiệt hại từ khoảng 6 đến 7 tỷ đô la. Nhiều doanh nghiệp du lịch rơi vào tình trạng kiệt sức do khách du lịch giảm kỷ lục và chắc chắn sẽ rất nhiều người sẽ phải thôi việc.
và các công ty du lịch đóng cửa. Và trước tình hình kinh tế bị tác động nghiêm trọng, dư luận trong nước cho rằng chính quyền Việt Nam cần phải có kế hoạch tổng quan gồm kinh tế, xã hội, phòng dịch, chứ không chỉ phụ thuộc vào phòng dịch và tuyên truyền như hiện nay. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán vào hôm 20 tháng 3 năm 2020. Lần đầu tiên chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Hôm qua, ngày 20 tháng 3, sau hơn 2 tháng kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Việt Nam, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho rằng những thành quả được thế giới đánh giá cao của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán thời gian qua đã thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ. Sau một thời gian dài vắng mặt trên truyền thông, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh như sau. Rõ ràng, báo chí, dư luận nước ngoài khen ngợi, nếu không có hệ thống chính trị như của Việt Nam thì chưa chắc đã làm gì được. Rút kinh nghiệm từ những lần biến mất, mỗi khi có sự xuất hiện, mỗi khi đất nước có sự cố và có vấn đề thì khiến nhân dân bất bình hay hoang mang. Ví dụ như sự kiện đặc khu 4 tháng trời tàu Trung Quốc hoạt động sâu trong vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cuộc khủng hoảng dẫn đến thảm sát Đồng Tâm, hai việc mở cửa trường học trong dịch cúm và nhiều việc khác. Lần này người lãnh đạo Đảng và nhà nước đã xuất hiện nhưng vẫn theo thói kiêu ngạo cộng sản, tiếp tục ca ngợi thành tích chống dịch tuyên giáo đã làm suốt thời gian qua, đồng thời làm ngơ trước những huệ lụy khủng khiếp mà dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang và sẽ tác động xấu lên nền kinh tế và xã hội của đất nước. Họ vẫn tiếp tục tuyên truyền như vậy từ trước đến nay. Và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền là ngạo nghễ và ca ngợi thành tích phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhưng không thể giúp nhà cầm quyền Hà Nội khắc phục được những tác động nặng nề và tiêu cực lên nền kinh tế với việc hàng trăm ngàn doanh nghiệp tới đây sẽ giải thể và đóng cửa. Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần một thể chế dân chủ để trên 90 triệu người dân Việt Nam có thể thông qua bầu cử tự do, tạo lập được quyền tham gia vào việc điều hành và định hướng đất nước theo hướng công bằng và văn minh của xã hội. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn và hẹn gặp lại.